Theo con số mới cập nhật của Tổng cục Thống kê, chỉ riêng trong tháng 4, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 101,4 nghìn lượt khách, gấp 2,4 lần so với tháng trước và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ vào việc gỡ bỏ các rào cản cách ly y tế. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 192,4 nghìn lượt người, tăng 184,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ sự hồi phục của ngành du lịch, từ cả cầu nội địa và quốc tế, doanh số bán lẻ đã được hỗ trợ và tăng 3,1% trong tháng 4 và tăng 6,5% nếu tính chung cả 4 tháng đầu năm. Nhờ các dịp lễ Tết diễn ra liên tiếp vào đầu năm, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không chính như sân bay quốc tế Nội Bài vào dịp cao điểm đã vượt qua mức đỉnh của đợt lễ Tết năm 2019, một năm trước khi xảy ra đại dịch. Hiện tại, sau khi có các lộ trình về việc dần coi COVID-19 trở thành bệnh lưu hành, Bộ Y tế đã có văn bản thông báo tạm dừng khai báo y tế ở cửa khẩu đối với đại dịch. Sự chuyển hướng dần sang tiêu dùng nội địa và nhu cầu du lịch quốc tế được cho là điểm nhấn của năm 2022 khi đây là năm đánh dấu chính thức việc COVID-19 dần trở thành bệnh đặc hữu và là xu hướng chung của toàn thế giới. Ví dụ điển hình phải kể đến tại Mỹ, các chỉ số hoạt động cho thấy người tiêu dùng đang giảm dần nhu cầu chi tiêu hàng hóa và chuyển sang tiêu dùng dịch vụ sau áp lực dồn nén của 2 năm đại dịch và có thể sẽ đóng góp lớn vào sự hồi phục GDP trong quý 2 năm 2022. Mỹ là thị trường du lịch lớn thứ 5 tại Việt Nam và mới đây vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật hướng dẫn du lịch đối với Việt Nam ở cấp độ 1 là thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường. Việc nâng cấp này cho thấy có sự khác biệt đối với hướng dẫn của CDC Mỹ khi đang đánh giá Việt Nam ở cấp độ 4, không đi du lịch. Rủi ro từ việc Trung Quốc kéo dài chiến lược Zero Covid có thể sẽ ảnh hưởng đến lượng khách đến Việt Nam khi Trung Quốc là thị trường lớn nhất với khoảng 5,8 triệu lượt khách đến vào năm 2019. Nga là thị trường du lịch lớn thứ 10 của Việt Nam nhưng trong tình hình xung đột với Ukraine và các biện pháp trừng phạt nhắm vào nước này sau đó, ít có khả năng du khách từ Nga sẽ đến Việt Nam, ít nhất là trong năm 2022. Mặc dù chịu nhiều tác động từ các thị trường trọng điểm, HSC duy trì đánh giá triển vọng tích cực dài hạn đối với ngành hàng không mặc dù phải trải qua những trở ngại trước mắt dưới tác động của căng thẳng địa chính trị và chính sách đối phó đại dịch của Trung Quốc, cũng như vấn đề về chi phí nhiên liệu máy bay tiếp tục ở mức cao hơn 44% so với mức bình quân năm 2021 sau khi Nga tấn công Ukraine. Đây có thể sẽ là áp lực cho các hãng hàng không vì dầu chiếm 20-40% tổng chi phí hoạt động. HSC duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, công ty cổ phần với mã là ACV và nâng 18% giá mục tiêu lên 107.400 đồng sau khi nâng dự báo lợi nhuận cho năm 2023 và 2024. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận toàn ngành hàng không sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm 2023 nhờ chính sách mở cửa trở lại cho các du khách nước ngoài và ACV là lựa chọn lỗ tốt nhất cho nhà đầu tư để tận dụng xu hướng này. Theo đó, lợi nhuận thuần năm 2022 và 2023 dự báo lần lượt đạt 2.142 tỷ đồng, tăng trưởng 329% và 4.260 tỷ đồng, tăng trưởng 99%. HSC cũng đưa ra dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2024 là 5.302 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Việc chuyển sàn từ Upcom sang HSX có thể là một động lực tích cực cho giá cổ phiếu, sớm nhất là vào nửa cuối năm 2022. Hiện tại, ACV có EV trên EBITDA dự phóng năm 2022 và 2023 lần lượt là 43 lần và 23 lần, so với mức bình quân các doanh nghiệp cùng ngành là 122 lần và 26 lần. Ngoài ra, một số khởi sắc về tình hình tài chính của các hãng hàng không dần hé lộ. Điển hình như Vietjet Air ghi nhận doanh thu 4.522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng trong quý 1 năm 2022, tương đương mức tăng lần lượt là 12% và 98% so với cùng kỳ năm 2021. Do nhu cầu di chuyển nội địa gia tăng nhanh chóng, tổng số chuyến bay và lượt khách của Vietjet Air đã tăng lần lượt 50% và 55%, bắt đầu mở lại và mở mới thêm các tuyến quốc tế. Lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh chính ghi nhận lỗ 256 tỷ, giảm mạnh so với số lỗ 1.013 tỷ của cùng kỳ năm 2021. Để tìm hiểu kỹ hơn về từng nhóm ngành và các cơ hội đầu tư nổi bật, quý nhà đầu tư có thể tham gia vào các buổi hội thảo chuyên sâu của HSC dành riêng cho các khách hàng, các buổi livestream định kỳ và tham gia các room của HSC.